Xin chào thầy và tất cả các bạn. Mình tên Nguyễn Văn Trình, mã số sinh viên 17142332, học lớp vi xử lý chiều thứ tư tiết 789. Hôm nay mình thực hiện video nhằm làm bài tập 11 với đề bài là làm bài tập sử dụng tâm ơ không, tâm ơ một phát sung theo như video hướng dẫn mà thầy đã up lên YouTube. Trước tiên chúng ta qua phần vẽ ngoặc nguyên lý. Chúng ta sẽ cần một máy đo xung. Nút nhấn để reset. Tụ điện trở. Và tụ. Chúng ta sử dụng con bit. Tiên chúng ta tạo mạch reset. Bi cô ra microfarad ta nói sống với chân RD0 và RD1. Trong phần bản ngoặc nguyên lý tiếp theo chúng ta sẽ qua phần lưu đồ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo thư viện cấu hình cất chân và timer, thiết lập hai timer, timer 0 bằng 0 và timer 1 bằng 0, và trạng thái xung 2 là bằng true. Và chúng ta qua phần timer 0 thì nó sẽ lớn hơn 208. Thì lúc đó nó sẽ đầu tiên nó sẽ bằng 0, và khi nó lớn hơn 208 thì nó sẽ đảo trạng thái xung 1 và nó sẽ cho giá trị timer 0 quay về 0 và kết thúc chương trình của timer 1. Bắt đầu qua kết thúc chương trình của timer 0. Bắt đầu qua của timer 1 thì nó sẽ lớn hơn, khi timer 1 lớn hơn 5000 thì trạng thái xung 2 bằng true. Nếu đúng thì trạng thái xung 2 sẽ xuống mức thấp, đưa và trả giá trị của timer 1 về 0.
và trạng thái xung hai là bằng for là xuống mức thấp. Khi sai thì tham mẫu khi nó lớn hơn 10.000 thì trạng thái xung hai sẽ lên mức cao và đưa giá trị tham mẫu về không. Trạng thái xung hai là lên mức cao và kết thúc chương trình và lặp lại bằng lặp. Chúng ta trong không là bằng 208, lớn hơn 208 là chúng ta có công thức như sau. Chúng ta cho anh là 20 mê thì chia 4 là 50 cả. Thì chu kỳ xung thì sẽ bằng 1 chia cho 5 mê là bằng 2 micro giây. Thì khi đề bài là 5 giây thì chúng ta sẽ lấy 5 giây là bằng 5.000 micro giây, sẽ bằng 5.000 chia cho 0,2 nhân hệ số chia bé hơn 256 xung, vì tham mẫu một nó chỉ có 8 bit. Thì chúng ta sẽ từ công thức chúng ta suy ra hệ số chia là lớn hơn hoặc bằng 97,6 thì hệ số chia là 128 và 208 xung. Chúng ta sẽ có được tham mơ không lớn hơn 208 và nó sẽ sau mỗi 5 giây thì nó sẽ đảo trạng thái. Còn về tham mơ một thì 1 giây nó sẽ trạng thái mức cao và 2 giây trạng thái mức thấp. Lúc 1 giây thì sẽ bằng 1.000 micro giây chia cho 0,2 nhân với hệ số chia bé hơn 65.536 vì tham âm 1 là 16 bit. Tính ra hệ số chia là lớn hơn bằng 0,07 nên là chọn hệ số chia là 1 và lấy 1.000 chia cho 0,2 nhân 1 là bằng 5.000 xung. Nên khi tham âm 1 lớn hơn 5.000 xung thì trạng thái xung 2 là bắt đầu xuống mức thấp và nó sẽ trả về tham âm 1. Và khi qua 2 giây thì chúng ta sẽ nhân 2 là nó lớn hơn, khi tham âm 1 lớn hơn 10.000 thì bắt đầu xung 2 sẽ lên mức cao, là trong khoảng thời nó chạy hết 2 giây mức thấp thì bắt đầu qua giây thứ 3 là bắt đầu nó lên mức cao. Và cứ như vậy sẽ lặp lại bằng lặp. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần code chương trình. Thì code mình viết sẵn, đầu tiên chúng ta vào khai báo thư viện con bit 16F887 và khai báo cầu chì thạch anh với delay clock là 20 mê. Khai báo hai chân của kết nối cho xung là xung 1 là chân D0 và xung 2 là chân D1. Và khai báo TT xung 2 với nó chỉ có một thư viện nên là khai báo là in 1. Chúng ta qua phần chương trình chính Voiman, là trước tiên chúng ta khai báo cho xung xung 1 xung 2. Và đầu tiên cho xung 2 là true là mức cao. Khởi tạo xung 2 mức cao và xung 1 mức cao. Và tiếp theo là chúng ta sẽ tham không là to in no là T0 dis 128. Đây là 128, đây là chúng ta đó như bên đây. Chúng ta chọn hệ số chia của con tham không là 128 để cho nó tính được 5 giây. Và con setup tham một với tùy mẫu đích bài mẫu chúng ta chọn hệ số chia là mẫu cho con tham ma mẫu và chúng ta set con tham ma không tham ma mẫu đầu tiên bằng không. Tiếp theo chúng ta sẽ vào vòng lặp if get tham ma không lớn hơn 207 là 208 xung tương ứng 5 mili giây. Chúng ta đã theo công thức mình đã tính bên này 5 giây là 208 xung.
và set timer 0 bằng 0 và output. Chúng ta đảo trạng thái sau mỗi lần 5 giây thì chúng ta đảo trạng thái sum 1. Tiếp theo chúng ta qua get timer 1 và lớn hơn 5.000. Và trạng thái sum 2 là mức cao là true, mức cao. Lớn hơn 5.000 nữa tượng trưng cho 1 1 mi là 5.000 sum tương ứng với 1 mili giây. Và khi đó thì sum 2 sẽ xuống output lao, sum 2 là xuống mức thấp. Set timer 0, timer 1 là nó đang ở mức thấp và trạng thái sum 2 là fail là mức thấp. Khi con timer 1 nó lớn hơn 10.000 là tương ứng với 2 giây thì bắt đầu trạng thái output 2 sum 2 là sẽ lên mức cao. Timer 1 là sẽ trả về 0 và trạng thái sum 2 là true. Và chúng ta lặp lại bằng lặp. Chúng ta thử compile code. Và chương trình không có ở chúng ta qua phần mô phỏng. Ta đổi anh 20 mê. Thì thử chương trình. Và như chúng ta đã thấy thì con timer 1 sau 5 giây thì nó sẽ đảo trạng thái và con timer 1 con 0 thì 5 giây nó sẽ đảo trạng thái một lần và con timer 1 thì 1 giây là ở mức cao và 2 giây ở mức thấp. Và bài tập của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và tất cả các bạn đã lắng nghe.